Con đến đây cảm tạ ơn Chúa Trời đã theo con suốt cuộc đời dâng hiến. Xin dâng lời tri ân Chúa vô biên, đến muôn đời ngợi ca danh Thánh Ngài. Vân răng lối xin cho con vững tâm đi vào đời, lửa tình yêu con thắp sáng nơi đây. Tạ ơn Chúa đã gọi con bước lên, quyết hy sinh đáp đền trong tin mến, mang yêu thương đến trong tim mọi người và hồng ân Thiên Chúa. Vây tứ bề những đam mê ước vọng của quyền thế, xin Cha hiền cho con biết khinh chê, biết trung thành thực thi theo ý Ngài. Đời tận hiến là hồng ân Chúa ban, kiếp nhân sinh ba phù phân răng lối. Xin cho con vững tâm đi vào đời, lửa tình yêu còn thắp sáng nơi nơi. Tạ ơn Chúa đã gọi con bước lên, quyết hy sinh đáp đền trong tin mến, mang yêu thương đến trong tim mọi người và hồng ân Thiên Chúa đến cho đời. Đời sống con tựa nụ hoa bé nhỏ, Chúa ban ơn bé nhỏ thành to lớn. Đi bên Ngài tim con sẽ vui hơn, có ơn Ngài nụ hoa khoe sắc hồng. Đời tận hiến là hồng ân Chúa ban, kiếp nhân sinh bao phù vân răng lối. Xin cho con lửa tình yêu con thắp sáng nơi nơi, tạ ơn Chúa đã gọi con bước lên, quyết hy sinh đáp đền trong tin mến, mang yêu thương đến trong tim mọi người và hồng ân Thiên Chúa đến cho đời.
Thank you.
kính thưa thượng thượng tọa, đáp lời mời của giáo sư đến tham dự lễ kỷ niệm lành thiên thần đi ngang của bà bế mạc năm thánh thanh xuân kim thánh sáng nay, trước hết xin trân trọng giới thiệu đức cha Phạm Đông Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch hội đồng giáo phận Việt Nam và nguyên giám mục giáo phận Nha Trang, giáo phận mẹ của giáo phận nhà, chủ tế thánh lễ sáng nay thay mặt đức giám mục giáo phận vì công vụ không thể đến tham dự. Đức cha Thank you.
Đức Cao